Chào Trúc Trúc Nhãn, em đi đâu đó? Nè, Trúc Trúc Nhãn, sao chị Ốc chào mà em không có trả lời trả vốn gì hết trơn vậy? Em là Trúc Trúc Thái, chứ có phải Trúc Trúc Nhãn đâu mà lên tiếng. Xì, làm như người ta không biết phân biệt vậy á. Chôm chôm Thái á nha, là râu tóc người ta dài vậy nè, nhiều sợi lắm, rậm rạp lắm. Còn á hả, nhìn em kìa, rõ ràng là chôm chôm Nhãn. Đầu tóc hả, lơ thơ có mấy cọng à, còn cục ngủ nữa. Thật ra có nỗi khổ, dạo gần đây tự dưng em bị rụng tóc, tóc mọc yếu nữa, nên còn mấy cọng cùng màng gì nè. Tội nghiệp chưa, bị rụng tóc hả? Rồi em có mua thuốc uống hay là có can thiệp gì không? Em đâu dám dùng thuốc bậy bạ, người ta sao dám ăn, nên em ráng chịu chứ làm sao. Ừ, nhưng mà chị Ốc nghe nói á, tóc khi mà mình cắt bớt nó đi á, là nó sẽ mọc dày hơn đó. À, cả râu tóc cũng vậy, nếu mà mình cạo hay nhổ là đều khiến nó mọc dày hơn đó. Thế hả? Để em thử. Ui da, còn hai cọng nữa thôi, cố lên. Ui da, cha, cha mẹ ơi, thấy mấy ông trời luôn, xong chưa? Còn cọng cuối cùng. Hey! Ủa, con không là. Ôi, chôm chôm, chôm chôm. Đốc tơ Khỏe, có chuyện gì mà Đốc tơ Khỏe gọi Ốc qua đây gấp gáp vậy? Đốc tơ Khỏe đang giận chị á. Chào E Tía. Ủa, E Tía, Đốc tơ Khỏe đang giận chị Ốc chuyện gì vậy? Sao chị lại bảo chôm chôm nhổ râu tóc đi để kích thích mọc dày, dày dày hơn hả? Xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi kìa. Chị Ốc chỉ nói là cạo đi thôi mà, còn nhổ là nói là dẫn chứng, là ví dụ thôi. Chôm chôm nhờ Nhãn nhổ sạch tóc, bây giờ đi tu khỏi xuống tóc luôn rồi kìa. Trời ơi, Ốc nói chơi thôi mà, làm thiệt hả? Chị Ốc làm em và Đốc tơ Khỏe phải vất vả một phen để hạ sốt cho bạn ấy, rồi sau này còn phải giúp bạn ấy kích thích mọc tóc trở lại nữa nè. Ôi, chị Ốc làm em bận rộn rồi. Ủa, E Tía, bộ em giúp được cho chôm chôm hả? Nói cho chị nghe đi. Muốn nghe thì chị hỏi Đốc tơ Khỏe đi. Thôi được, để Đốc tơ Khỏe ta hướng dẫn để Ốc Thanh Dân ghi nhớ. Sau này có bài cách cho ai thì bài cho đúng. Hứa, Ốc hứa, Đốc tơ Khỏe chỉ cho Ốc biết đi. E Tía, hay còn gọi là hương nhu, có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng giải cảm nè, giảm sốt nè, lợi tiểu, dùng chữa cảm lạnh, tiêu chảy do lạnh, trị chứng hôi miệng, kích thích mọc tóc. Nhưng mà cái điều Ốc quan tâm nhất bây giờ là làm như thế nào để kích thích cho tóc của em chôm chôm mọc trở lại kìa. À, để kích thích mọc tóc thì dùng E Tía, hương nhu tía cùng với lá bưởi hoặc vỏ bưởi, quả bồ kết khô, nhớ là bồ kết phải nướng nha. Mỗi vị 10g, nấu với 3 lít nước, pha ấm gội đầu, mỗi tuần gội 2 lần, giúp tóc nhanh dài và rất là mượt. Còn kẻ chậm mọc tóc thì dùng E Tía 40g, sắc với 200ml nước, cô đặc trộn với mỡ heo, ngày bôi 1-2 lần sẽ kích thích trẻ nhanh mọc tóc thôi à. Vậy còn tóc nhổ trụi như em thoa lên có mau mọc lại không? Em hả? Em yên tâm đi, chị Ốc sẽ mua cho em một bộ tóc giả, vậy là lẹ nhất. Ha, em chịu không? Chôm chôm, chịu không? Xin chào và hẹn gặp lại.